Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trang tin Avia Pro Nga đưa tin, lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào tỉnh Kursk, Nga trong ngày mùng 2 tháng 12, nghi sử dụng tên lửa tầm xa Atak MS do Mỹ cung cấp. Kênh truyền thông của tỉnh Kursk vừa ra thông báo qua Telegram. Báo động tên lửa, nếu các bạn đang ở nhà, hãy trú ẩn trong những căn phòng có tường vững chãi và không có cửa sổ như phòng tắm, phòng chứa đồ. Nếu bạn đang ở ngoài, hãy tìm đến tòa nhà gần nhất hoặc nơi trú ẩn phù hợp. Theo Aviapro, lực lượng Ukraine được cho là đã tìm cách tấn công Atak MS vào Kursk một lần nữa. Do những tên lửa này có tầm bán xa và độ chính xác cao, cho phép chúng tấn công các mục tiêu ngoài tiền tuyến. Trong khi đó, trang tin Shohu Trung Quốc dẫn nguồn từ các kênh Telegram thân Nga cho biết, cuộc tấn công mới nhất bằng Atak MS của Ukraine vào Kursk đã đánh trúng trung tâm chỉ huy của lữ đoàn đổ bộ đường 083 đóng tại Kursk. Đáng lưu ý, theo các nguồn tin này, cuộc tấn công đã gây ra tổn thất đáng kể cho Nga, với 12 binh sĩ thiệt mạng, trong đó có 4 sĩ quan, ngoài ra còn có 25 binh sĩ khác bị thương trong vụ việc. Ngoài ATAK-MS, Ukraine hiện đã được Anh, Pháp cho phép sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow và SCALP-EG để tấn công lãnh thổ Nga. Chính phủ Anh gần đây được cho là đã cung cấp cho Ukraine thêm hàng chục tên lửa hành trình Storm Shadow, đánh dấu lần đầu tiên làm như vậy dưới thời Thủ tướng Kerry Starmer. Theo những nguồn tin thân cận với vấn đề này, chính phủ Thủ tướng Kerry Starmer, nhà lãnh đạo vốn cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Kiev chống lại Nga, không công bố công khai số lượng tên lửa, cũng như thời điểm chuyển giao tên lửa. Nguồn tin chỉ cho biết việc chuyển hàng diễn ra vài tuần trước và theo đơn đặt hàng sau khi Kiev sắp hết tên lửa tầm xa. Song song với việc cung cấp tên lửa, Pháp và Anh đang đồng thời thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga. Tờ Kiev Independent ngày 3 tháng 12 dẫn lời một quan chức cấp cao NATO cho biết, Paris và London đang xem xét phương án hỗ trợ Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga, bao gồm cả phương án triển khai quân đội Anh và Pháp tới giám sát lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến. Theo quan chức này, các cuộc thảo luận riêng lẻ đang diễn ra ở từng nước, mục đích là để chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau, đảm bảo các nước châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Kiev nếu chính quyền mới của Mỹ đề nghị châu Âu có sự can dự lớn hơn vào tình hình hiện tại. Đề xuất mới cũng nhằm đảm bảo các nước đồng minh châu Âu tham gia vào tiến trình đàm phán mà tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể làm trung gian. Đề cập tới các cuộc đàm phán về việc triển khai quân đội tới Ukraine, tờ Le Monde Pháp cho biết các cuộc thảo luận giữa Pháp và Anh về việc dẫn đầu một liên minh quân sự tại Ukraine đã có những tiến triển. Trước đó, ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot tiếp tục khẳng định cam kết ủng hộ của Pháp dành cho Ukraine miễn là còn cần thiết, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây không đặt hay đưa ra các giới hạn đỏ trong vấn đề viện trợ cho Kiev. Theo quan chức Pháp, nếu quân đội Ukraine dần thất thế trên chiến trường, đồng nghĩa với việc an ninh của châu Âu sẽ ngày càng bị đe dọa. Tờ Ukraine From đưa tin, mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký xác lệnh về gói biện pháp trừng phạt mới đối với các pháp nhân và cá nhân Nga có liên quan đến việc hỗ trợ quân đội nước này. Ông Zelensky nói, tôi đã ký một xác lệnh áp đặt một gói trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Nga, cũng như một số người khác làm việc cho hệ thống quân sự của Nga. Những người này bao gồm các nhà phát triển, nhà sản xuất và nhà cung cấp máy bay không người lái cho Nga, những cá nhân tạo điều kiện cho việc nhập khẩu các thành phần quan trọng vào Nga và những người đào tạo người điều khiển máy bay không người lái. Tổng cộng, các lệnh trừng phạt nhằm vào hơn 100 tổ chức. Tổng thống Ukraine nói thêm rằng, Ukraine đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để điều chỉnh các lệnh trừng phạt cho phù hợp với các biện pháp tương tự do các quốc gia đồng minh áp dụng. Hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã ký quyết định thực thi các lệnh trừng phạt với gần 150 cá nhân và pháp nhân có mối liên hệ với cơ sở hạ tầng hàng không Nga. Ông cũng ký một gói trừng phạt khác nhằm vào những người Ukraine ủng hộ Nga và bị giới chức Ukraine coi là phần tử cộng tác với đối thủ. Theo báo The Kiev Independent, thông tin chi tiết về các lệnh trừng phạt nói trên vẫn chưa được công bố. Tờ báo này cho biết Nga hiện là quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới, vượt qua các nước như Iran, Triều Tiên và Syria. Nga chưa lên tiếng về các lệnh trừng phạt mới nhất của Ukraine. Cũng trong diễn biến liên quan, kể từ khi cuộc xung đột bùng phát năm 2022, Ukraine đã mở rộng danh sách trừng phạt đối với những cá nhân hoặc tổ chức vì ủng hộ cuộc chiến của Moscow. Trung Quốc, mặc dù tuyên bố trung lập, vẫn là nhà cung cấp hàng đầu các mặt hàng lưỡng dụng cho Nga trong khi Iran thường xuyên cung cấp cho Moscow máy bay không người lái loại Shahid và gần đây là tên lửa đạn đạo. Ukraine đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với 6 người nước ngoài có liên quan đến việc cung cấp và mua máy bay không người lái cho Nga, trong đó có giám đốc công ty Iran Peace Game Electronic Shafi Company PESC, Hamid Reza Changhobani và đại diện chính thức của công ty Hồng Kông Himark Electron Modern Limited, Yangfan, Trung Quốc. Danh sách trừng phạt cũng bao gồm các công dân Nga Alexander Fedoko, Igor Dyugurov, Valentina Grigorieva, Lilija Alimova và các doanh nghiệp của họ tại Nga. Ukraine cũng áp đặt các hạn chế đối với 40 pháp nhân từ Nga, Iran và Trung Quốc. Báo The Kiev Independent cho biết, trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Rumani vừa qua, ứng cử viên độc lập thân Nga và chống NATO, ông Kalin Giorgetko, bất ngờ dẫn đầu khi giành được gần 23% số phiếu ủng hộ. Đây là một kết quả gây sốc, trái ngược với các cuộc thăm dò trước bầu cử. Tiếp đó, tại cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 1 tháng 12, các đảng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa không giành được đa số, còn phe cực hữu thì tăng hơn gấp 3 lần số ghế trong quốc hội Romani. Dù chưa đạt được chiến thắng hoàn toàn, nhưng sự thay đổi chính trị này tại một quốc gia có chính phủ kiên quyết ủng hộ Ukraine cho thấy sự mệt mỏi lan rộng khắp châu Âu đồng thời phản ánh rằng các tiếng nói chỉ trích việc hỗ trợ Ukraine đang tăng lên ở châu Âu. Ứng cử viên Giorgetko là một chính trị gia yêu thích thuyết âm mưu, từng ca ngợi Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và nhà độc tài thân đức quốc xã Ion Antonescu của Rumani thời Thế chiến II. Dự kiến sẽ đối đầu với ứng cử viên thân Liên minh châu Âu EU Elina Lesconi trong vòng tranh cử cuối vào ngày 8 tháng 12 tới đây. Ban đầu, ông Giorgescu một người theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ cực đoan, chỉ được coi là một ứng cử viên lót đường. Nhưng cuối cùng đã thành công nhờ sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội, đã giành được sự ủng hộ của những cử tri bất mãn tới chính quyền. Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử bị cáo buộc có sự thiên vị từ TikTok đối với ông Giorgescu và các cuộc tấn công mạng liên quan tới Liên bang Nga. Số phiếu thậm chí đã phải kiểm đếm lại và được Tòa án Hiến pháp xác nhận. Mỹ và các nước đã đóng băng số tài sản của Nga với ước tính có giá trị lên tới 300 tỷ đô la Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine gia tăng vào tháng 2 năm 2022. Phần lớn số tiền này, khoảng 207 tỷ đô la Mỹ, đang được giữ tại trung tâm thanh toán Euroclear có trụ sở tại Brussels. Euroclear ước tính trong 3 quý đầu năm tài chính 2024, các tài sản của Nga này đã tạo ra khoảng 5,4 tỷ đô la Mỹ tiền lãi. Tháng trước, Mỹ đã công bố quyết định sử dụng số tiền thu được từ tài sản của Nga để tài trợ cho khoản vay trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trong tháng 10, các quốc gia thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 cũng hoàn tất khoản cho vay khổng lồ trị giá tới 50 tỷ đô la Mỹ để cung cấp tài chính hỗ trợ cho Ukraine. Bình luận về vấn đề này, Giám đốc điều hành CEO của Ngân hàng cho vay lớn của Nga VTB, Andrei Kostin dự đoán, phương Tây sẽ không trả lại bất kỳ tài sản có chủ quyền nào của Nga vốn đang bị đóng băng như một phần của lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Kostin nói khi trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters vốn được công bố. Ở phương Tây, họ nói rằng hãy dùng nguồn dự trữ này để trả tiền cho việc tái thiết Ukraine và họ sẽ lập một dự luật mà ngay cả nguồn dự trữ như vậy cũng không đủ. Trước đó, Chủ tịch mới của Hội đồng châu Âu EC Antonio Costa cho biết EU sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine trong năm tới bằng cách sử dụng tiền lãi tích lũy từ số tiền Nga bị đóng băng. Ông Costa cho biết, trong chuyến thăm Kiev vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, bắt đầu từ tháng tới, chúng tôi có kế hoạch cung cấp trong một năm trọn vẹn mỗi tháng 1,5 tỷ euro tiền hỗ trợ. Số tiền này lấy từ nguồn các tài sản bị đóng băng của Nga và cũng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Ngay nhiều lần lên tiếng cảnh báo rằng việc tịch thu các tài sản có chủ quyền của nước này là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu hệ thống tài chính toàn cầu. Điện Kremlin trước đó đã nói rằng chính phủ Nga sẽ tiến hành truy tố những cá nhân có liên quan đến việc đánh cắp tài sản nước này. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga đều phải có cơ sở pháp lý đầy đủ. Bộ trưởng Tài chính Nga cũng từng đưa ra cảnh báo khi cho rằng các thế lực toàn cầu đang theo dõi sát sao câu chuyện này và tự rút ra kết luận riêng. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump từng hứa sẽ chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine ngay trong ngày đầu nhậm chức, nhưng ông vẫn chưa nêu cụ thể về cách thức thực hiện. Tuy nhiên, việc chấm dứt xung đột không hề đơn giản. Ngay cả khi đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, điều này không có nhiều ý nghĩa nếu thỏa thuận không có Ukraine và châu Âu tham gia. Thậm chí, nó không có nghĩa là xung đột sẽ kết thúc. Giới quan sát phương Tây cho rằng, rủi ro thực sự không phải là viễn cảnh thỏa thuận giữa ông Trump và ông Putin được ký kết, mà không có Ukraine hay châu Âu mà thứ nhất là Điện Kremlin sẽ lợi dụng mong muốn đạt được thỏa thuận của ông Trump để giành được nhượng bộ từ phía Mỹ. Thứ hai là chia rẽ phương Tây và làm suy yếu sự ủng hộ cho Ukraine. Theo đó, cốt lõi của thỏa thuận Trump-Putin có thể bao gồm việc Mỹ ngừng hỗ trợ tư cách thành viên NATO của Ukraine, cam kết Ukraine giữ tình trạng trung lập, công nhận các vùng lãnh thổ Nga sắp nhập, chấm dứt trừng phạt và hạn chế hỗ trợ quân sự cũng như các hỗ trợ khác cho Kiev. Đổi lại, Nga có thể cam kết ngừng bắn và dừng các cuộc tấn công tên lửa cũng như UAV nhằm vào Ukraine. Một khu vực phi quân sự dọc theo ranh giới hiện tại sẽ tách biệt các lực lượng. Hiện không rõ Tổng thống Putin có chấp nhận một thỏa thuận như vậy không khi xét đến các mục tiêu rộng lớn hơn của ông. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Nga có thể chấp nhận vì những lý do chiến thuật để củng cố các thành quả lãnh thổ của mình cũng như tái vũ trang và tập hợp lực lượng. Những sức ép về tài chính do lệnh trừng phạt gây ra cũng có thể thúc đẩy Moscow đi đến một thỏa thuận. Hơn nữa, theo Foreign Policy, việc đồng ý trực tiếp với Washington về các vấn đề an ninh châu Âu chính xác là cách Tổng thống Putin muốn thế giới vận hành. Tuy nhiên, cũng hoàn toàn có khả năng ông Putin và ông Trump không đạt được thỏa thuận. Ngay cả khi ông Trump không quan tâm nhiều đến bản chất của một giải pháp, thì việc chấp nhận tất cả các yêu cầu của ông Putin sẽ khiến ông trông có vẻ yếu đuối và Ukraine phải chịu thất bại trong chính nhiệm kỳ của ông. Ngoài ra, ông Putin tin rằng Nga đang giành chiến thắng. Điện Kremlin hiểu cuộc xung đột này tốn kém và diễn ra chậm nhưng nó có tiến triển. Ukraine đang trở nên suy yếu và quyết tâm ủng hộ của phương Tây đang giảm dần. Câu hỏi mà Nga đặt ra là tại sao họ phải đồng ý một thỏa thuận ngay bây giờ khi có thể đạt được nhiều thành quả hơn trên chiến trường. Trên thực tế, càng chiếm được nhiều lãnh thổ thì vị thế của Nga càng mạnh hơn và họ có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn trong tương lai. Một lệnh ngừng bắn cũng có thể được Nga coi là trao cho Ukraine một khoảng rừng chiến thuật. Có quan điểm ở Moscow cho rằng các thỏa thuận Minsk năm 2014 là sai lầm vì chúng đã cho Ukraine thời gian quý báu để hiện đại hóa lực lượng vũ trang với sự hỗ trợ từ các nước thành viên NATO. Nga có thể không muốn mạo hiểm một kịch bản như vậy. Nếu Tổng thống Putin từ chối thỏa thuận, ông Trump có thể gây áp lực buộc ông Putin phải thay đổi quyết định. Ông Trump sẽ quan tâm đến việc ngăn chặn một chiến thắng toàn diện cho Nga ở Ukraine. Theo Foreign Policy, chính quyền ông Trump có thể gây áp lực lên Nga bằng cách hợp tác với Saudi Arabia để tác động lên thị trường dầu mỏ toàn cầu và làm giảm doanh thu xuất khẩu của Nga người được ông trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia mike wans đã đề xuất phương án này để làm tê liệt nền kinh tế nga các lệnh trừng phạt nặng nề hơn cũng có thể được áp dụng ngoài ra cũng có một kịch bản khác là ông trump tăng cường viện trợ quân sự cho ukraine và dỡ bỏ thêm các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí phương tây để tấn công nga bằng cách thay đổi cán cân quyền lực trên chiến trường ông trump sẽ cố gắng tạo ra các điều kiện cho một thỏa thuận Vừa qua, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Antonio Costa và đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kalas đã có chuyến thăm Ukraine ngay sau khi nhậm chức. Đáng chú ý, cả hai quan chức đều là những người ủng hộ mạnh mẽ với Ukraine. Họ không đưa ra cam kết cụ thể về khoản viện trợ bổ sung cho Kiev trong chuyến thăm, nhưng nhấn mạnh sự ủng hộ của khối. Chia sẻ thêm về chuyến thăm, bà Kaja Kalas cho biết có một bài đăng trên nền tảng X viết rằng Trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thông điệp của tôi rất rõ ràng, EU muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột này. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết cho điều đó. Trước khi nhận nhiệm vụ mới ở Bruxelles, bà Kaja là thủ tướng Estonia, quốc gia nhỏ bé vùng Baltic dưới thời bà đầm thép là một trong những nước ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất và có quan điểm diều hâu nhất với Nga. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nữ chính trị gia Estonia đến Ukraine vào ngày đầu tiên bà đảm nhiệm vai trò nhà ngoại giao hàng đầu của EU. Tuy nhiên, một yếu tố then chốt khác ảnh hưởng đến tương lai của Ukraine chính là sự hỗ trợ từ Mỹ. Sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11, quyết định của cử tri Mỹ đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng đã gây chấn động khắp thế giới. Ukraine, quốc gia đang có xung đột với Nga và phụ thuộc rất nhiều vào hỗ trợ về quân sự, tài chính và ngoại giao của Washington, có thể cảm nhận được những tác động này nhiều hơn bất kỳ nước nào khác. Chưa dừng lại khi chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump đối với Liên minh châu Âu EU trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine nhiều khả năng có sự khác biệt rõ rệt so với các chính quyền tiền nhiệm. Trong khi Mỹ, dưới nhiệm kỳ cũ của ông Trump, có xu hướng giảm thiểu sự can thiệp vào các vấn đề quốc tế và tập trung vào các vấn đề nội bộ, EU lại tiếp tục cam kết cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Điều này dẫn đến một sự phân kỳ rõ rệt trong chính sách ngoại giao của cả hai. Theo một số phân tích, ông Trump có thể tìm cách đàm phán và kết thúc cuộc xung đột Ukraine theo các điều kiện có lợi cho Nga, với mục tiêu chủ yếu là giảm thiểu gánh nặng tài chính cho Mỹ và hướng tới việc giải quyết các vấn đề nội bộ như kinh tế và chính trị. Điều này thể hiện rõ trong các phát biểu của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham khi ông nhấn mạnh rằng cuộc xung đột có thể kết thúc nhanh chóng nếu Mỹ tìm cách khai thác tài nguyên thiên nhiên của Ukraine vốn có giá trị khổng lồ để làm giàu cho nền kinh tế Mỹ. Trong khi đó, EU, đặc biệt là các quốc gia như Đức, Pháp và Ba Lan lại kiên quyết duy trì sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine và đẩy mạnh xung đột với Nga. Sự khác biệt này tạo ra một nghịch lý trong chính sách ngoại giao, khi Washington dưới nhiệm kỳ 2 của ông Trump có thể muốn giảm phức tạp xung đột, trong khi EU vẫn kiên định với chiến lược kéo dài xung đột bằng việc cung cấp vũ khí cho Kyiv. Nhìn chung, mối quan hệ Mỹ EU trong bối cảnh này đang gặp khó khăn, khi Mỹ có thể muốn chuyển hướng ngoại giao và thương mại với Moscow, trong khi EU vẫn tiếp tục đẩy mạnh xung đột. Điều này tạo ra một sự chia rẽ trong chiến lược quốc tế của phương Tây. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết viện trợ quân sự mới trị giá 650 triệu euro cho Ukraine ngay trong tháng 12 này. Theo Reuters, cam kết được nhà lãnh đạo Đức công bố khi có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev vào ngày 2 tháng 12. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Scholz tới Ukraine kể từ, từ khi quốc gia Đông Âu này nổ ra xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022. Theo ấn phẩm biên của Đức, chuyến thăm Ukraine của ông Olaf Scholz đã được lên kế hoạch thậm chí trước khi liên minh cầm quyền ở Đức tan rã vào đầu tháng 11. Tờ Biên cho biết còn 83 ngày nữa là đến cuộc bầu cử Bundestag, ông Sơn muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng, tôi là thủ tướng. Trong bối cảnh ông Trump hứa sẽ bắt đầu đàm phán để giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine, thủ tướng Đức có ý định bảo vệ lợi ích của Ukraine. Nhiều người chú ý đến việc thủ tướng mang theo một chiếc vali bí ẩn mà ông không buông ra. Ông Sơn được nhìn thấy bước xuống tàu với một chiếc vali màu bạc trên tay hai ông Sol và Zelensky đã đến thăm một bệnh viện nơi họ trò chuyện về những binh sĩ Ukraine bị thương. Một trong những bức ảnh được chụp trong chuyến thăm cho thấy một binh sĩ Ukraine bị mất chân trong các trận giao tranh. Bức ảnh cho thấy người này ôm Tổng thống và ông Sol quỳ xuống bên cạnh họ. Cả ba người đàn ông đều mỉm cười. Theo Thủ tướng, trong chuyến thăm tới Kiev, ông muốn bày tỏ sự đoàn kết với Ukraine và làm rõ rằng Đức sẽ vẫn là quốc gia chính ở châu Âu ủng hộ Ukraine. Ông Sol cũng cho biết Kiev có thể tin tưởng vào Berlin vì giới lãnh đạo Đức nói những gì họ làm và làm những gì họ nói. Sự ủng hộ dành cho Ukraine đang trở thành vấn đề chính trong cuộc bầu cử liên bang ở Đức. Chuyến thăm diễn ra một ngày sau khi Tân Chủ tịch Hội đồng châu Âu EC Antonio Costa và người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Kazakalas đến thăm Kiev vào ngày đầu tiên nhậm chức của họ để thể hiện sự ủng hộ Ukraine. Chuyến thăm cũng diễn ra trong lúc lực lượng Kiev mất dần vị thế trên chiến trường, trong khi các cuộc không kích của Nga vẫn tiếp tục nhắm vào mạng lưới năng lượng đang gặp khó khăn của Ukraine khi mùa đông đang đến gần. Chuyến thăm Ukraine của Thủ tướng Đức diễn ra không lâu sau cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chính phủ Đức cho biết cuộc trao đổi là một phần trong nỗ lực của Berlin nhằm thúc đẩy tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột và khẳng định sự ủng hộ của Đức dành cho Ukraine. Tuy nhiên, ký ép chỉ trích cuộc điện đàm của Thủ tướng Sol làm suy yếu nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga. Trong khi đó, trên tiền tuyến, Lữ đoàn dù tấn công đặc biệt 80 cho biết hôm 2 tháng 12, trong một cuộc tấn công không thành công của quân đội Nga tại khu vực Kursk, lính dù Lviv đã tiêu diệt nhiều binh sĩ Nga. Một số binh sĩ Nga đã chạy trốn, còn những người còn sống sót và ẩn náu đã bị đơn vị của lữ đoàn Haliska bắt giữ. Trong video được công khai gần đây, các chiến binh, những cựu tù nhân đã ký hợp đồng quân sự và gia nhập lữ đoàn dù tấn công đặc biệt 11 của quân đội Nga kể lại câu chuyện của mình một trong các đơn vị của quân đội nga đã được giao nhiệm vụ chiếm một khu dân cư nằm dưới sự kiểm soát của quân đội ukraine nơi có cả dân thường nga sinh sống bản tin của ukraine nói rằng qua câu chuyện của những người bị bắt giữ họ là cựu tù nhân và đã gia nhập quân đội được huấn luyện kém và trang bị yếu kém khi ra chiến trường khi đối đầu với các lính dù của ukraine quân nga đã quyết định đầu hàng để bảo toàn mạng sống của mình Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Thủ tướng có ý định tìm hiểu xem nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng làm gì để chấm dứt xung đột. Theo ấn phẩm Bill của Đức, chuyến thăm Ukraine của ông Olaf Scholz đã được lên kế hoạch thậm chí trước khi liên minh cầm quyền ở Đức tan rã vào đầu tháng 11. Tờ Bill cho biết, còn 83 ngày nữa là đến cuộc bầu cử Bundestag. Ông Scholz muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng, tôi là thủ tướng. Trong bối cảnh ông Trump hứa sẽ bắt đầu đàm phán để giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine, Thủ tướng Đức có ý định bảo vệ lợi ích của Ukraine. Đặc biệt, nhiều người chú ý đến việc Thủ tướng mang theo một chiếc vali bí ẩn mà ông không buông ra. Ông Sol được nhìn thấy bước xuống tàu với một chiếc vali màu bạc trên tay. Ông Sol và ông Zelensky đã đến thăm một bệnh viện nơi họ trò chuyện với những người lính Ukraine bị thương. Một trong những bức ảnh được chụp trong chuyến thăm cho thấy một người lính Ukraine bị mất chân cho các trận chiến bức ảnh cho thấy người lính ôm Tổng thống và ông Son quy xuống bên cạnh họ. Cả ba người đàn ông đều mỉm cười. Theo Thủ tướng, trong chuyến thăm tới Kiev, ông muốn bày tỏ sự đoàn kết với Ukraine và làm rõ rằng Đức sẽ vẫn là quốc gia chính ở châu Âu ủng hộ Ukraine. Ông Son cũng cho biết Kiev có thể tin tưởng vào Berlin vì giới lãnh đạo Đức nói những gì họ làm và làm những gì họ nói. Trong khi đó, tại Georgia, các cuộc biểu tình nổ ra giữa tuần trước sau thông báo của chính phủ Georgia rằng họ sẽ đình chỉ quá trình đàm phán về việc gia nhập Liên minh châu Âu EU. Cảnh sát Georgia đã bắt giữ một lãnh đạo của phe đối lập sau khi sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán những người biểu tình chống chính phủ bên ngoài tòa nhà quốc hội. Liên minh vì sự thay đổi, đảng đối lập lớn nhất của Georgia cho biết trong một bài đăng trên X rằng một trong những nhà lãnh đạo của đảng này là Jurab Japarije đã bị cảnh sát bắt giữ khi rời khỏi cuộc biểu tình video cho thấy Japarice bị cảnh sát áp giải lên xe, không rõ ông bị cáo buộc tội danh gì. Về phía mình, Nga đã phủ nhận việc can thiệp vào tình hình nước láng giềng, nhưng Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev cảnh báo rằng Russia đang di chuyển nhanh chóng theo con đường của Ukraine xuống vực thẳm đen tối. Ông nói thêm, thông thường những điều như thế này sẽ kết thúc rất tồi tệ. Trước đó, những người biểu tình lại tụ tập tại Tbilisi, trên đại lộ Lustaveli, ở trung tâm. Một số người ném pháo hoa vào cảnh sát, lực lượng an ninh sau đó đã đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay. Bộ Nội vụ Georgia cho biết đã có 21 cảnh sát bị thương, nâng tổng số cảnh sát bị thương kể từ khi biểu tình nổ ra lên 113 người. Hàng chục người biểu tình cũng đã bị thương. Hàng trăm nhà ngoại giao và công chức đã ký thư ngỏ phản đối quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán với EU và ngừng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ khối này trong 4 năm. Ít nhất 4 đại sứ Georgia ở nước ngoài đã từ chức. EU cho biết họ vô cùng hối tiếc về động thái của chính phủ Georgia. Gần đây, lực lượng Ukraine đã bất ngờ với một cuộc tấn công của Nga ở phía bắc Kubian. Các nhóm tấn công của Nga trên tàu cao tốc đã vượt sông Oskol và giành được chỗ đứng ở bờ phía tây. Theo báo cáo mới đây của các nguồn tin quân sự Ukraine, đầu cầu của Nga ở phía tây gần ngôi làng đang mở rộng. Ở một số báo cáo sơ bộ khác cho thấy, các lực lượng Nga đã tiếp cận Teveretnia và tiến vào vùng ngoại ô phía đông của ngôi làng này. Bộ chỉ huy quân sự Ukraine có thể buộc phải tăng cường phòng thủ các bên sườn của Kubian và một số đơn vị dự bị từ thành phố có thể được đưa vào các trận chiến ở phía Bắc để giành quyền kiểm soát các con đường. Kênh Ridoka cho biết, các đơn vị Moscow vượt sông Oskol ở phía Bắc Kuban đã trở thành sự kiện chính trong tuần, vì một đầu cầu mới đã được thiết lập, đồng nghĩa với việc cuộc tấn công tiếp tục với tốc độ tối đa. Các đơn vị xung kích RFAF vượt sông Oskol thành công ở phía Bắc Kuban. Địa điểm đổ bộ là một khu rừng nằm giữa các khu định cư Devurignia và Novomlis, đồng thời các chiến binh Nga không gặp phải sự kháng cự mà chỉ phát hiện ra các cứ điểm đã được thiết lập và sau đó bị bỏ lại. Yếu tố này cho phép lực lượng Moscow tự do tiến vào giành quyền kiểm soát ngôi làng. Ngoài ra, có thông tin cho biết, các đơn vị Nga đã giành được chỗ đứng ở phía đông bắc khu định cư Devorikna, sử dụng khu vực rừng liền kề làm nơi ẩn náu. Lý do khiến đối phương không kháng cự đáng kể ở khu vực này có thể là do AFU tập trung toàn bộ lực lượng chính vào việc phòng thủ Kubian, sau khi Nga bất ngờ tổ chức đột phá vào gần phía đông thành phố phân tích các sự kiện mới nhất theo hướng này, có thể thấy rằng các hành động tích cực của RFAF ở phía đông bắc Kuban đã buộc đối phương phải chuyển toàn bộ lực lượng có sẵn để giữ thành phố, dẫn đến việc để lộ điểm yếu tại các phần tiếp giáp của đường tiếp xúc. Kết quả là lực lượng Moscow tự do vượt qua Uskon chiếm giữ một đầu cầu, sau đó được tăng cường và mở rộng. Như vậy, tất cả các điều kiện cho một cuộc tấn công trong tương lai đã được tạo ra. Hiện tại, lực lượng Moscow cách thành phố Kobian chưa đầy 1 km và luôn sẵn sàng lập lại đòn thọc sâu thần tốc nếu cần thiết. Yếu tố này hạn chế đáng kể khả năng của AFU trong việc ngăn chặn đối phương tăng cường thêm đầu cầu mới. Việc một nỗ lực tập trung lực lượng để tấn công vào đó chắc chắn sẽ làm lộ ra điểm yếu của hệ thống phòng thủ Ukraine, do đó tạo ra một cơ hội cho một cuộc tấn công mới của Nga. Bên cạnh đó, mới đây Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã gây tổn thất nặng cho đối phương ở hướng Kubian và Adipka, phá hủy nhiều khí tài Ukraine trong một ngày. Ở hướng Kubian, các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapad của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật. Họ tấn công vào lực lượng và vũ khí của lữ đoàn cơ giới 67 của AFU, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 241, lữ đoàn vệ binh quốc gia 1 và 27, đội biên phòng số 3 của Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine. Ngoài ra, 6 cuộc phản công của lữ đoàn cơ giới 116, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 113 và 117 của AFU đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 505 binh sĩ, 8 xe cơ giới, một khẩu pháo FH70 155mm do Anh sản xuất, một khẩu pháo M198 155mm và hai khẩu pháo M119 105mm do Mỹ sản xuất. Hai trạm tác chiến điện tử Anlapn và hai khẩu đạn dược dã chiến đã bị phá hủy. Hãng thông tấn Yudinform dẫn thông tin từ không quân Ukraine rằng trong ngày 1 tháng 12, Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV trên khắp thủ đô Kiev và các tỉnh thành lân cận. Chính quyền thủ đô Kiev đã kích hoạt hệ thống phòng không sau khi có cảnh báo về UAV. Theo thông báo từ cơ quan quản lý quân sự khu vực Kiev cho biết, một UAV đã bị phát hiện trong không phận, lực lượng phòng không đang làm việc trên các mục tiêu. Người dân nên ở trong nơi trú ẩn cho đến khi cuộc không kích kết thúc và không ghi lại hoặc đăng tải công việc của lực lượng phòng không lên mạng. Trước đó, theo báo cáo từ không quân Ukraine, Nga phóng 78 UAV vào Ukraine lúc rạng sáng ngày 1 tháng 12 từ các tỉnh Kursk, Oren và Bryansk. Các đơn vị tên lửa phòng không, đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine bắn hạ 32 UAV ở các tỉnh Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Sumy, Poltava và Zhytomyr. Ngoài ra, 45 UAV nga bị mất tích tại các địa phương. Theo tờ Kiev Independent, 11 người thiệt mạng và 51 người bị thương trong 24 giờ qua tại các khu vực bị không kích. Các đợt tấn công này không chỉ gây tổn thất về nhân mạng mà còn phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng, làm gia tăng nỗi lo sợ về làn sóng tấn công sắp tới từ Moscow. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 1 tháng 12 ước tính quân đội Nga trong tháng 11 đã gánh chịu thương vong lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Theo bộ này, Nga tổn thất 45.720 binh sĩ trong tháng 11, tương đương với hơn 3 sư đoàn súng trường cơ giới. Vào tháng 11, cứ mỗi 24 giờ, quân đội của chúng tôi hạ 2.030 binh sĩ đối phương. Đây cũng là tỷ lệ thương vong hàng ngày cao nhất của Nga kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine. Ngoài ra, trong tháng 11, quân đội Ukraine bắn trúng 307 xe tăng Nga. Đây là con số cao nhất trong mùa thu năm nay. Vào tháng 9, 291 xe tăng và 279 xe tăng vào tháng 10. Ukraine cũng tuyên bố bắn trúng 899 thiết giáp Nga trong tháng qua. Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, tổng thiệt hại về mặt vũ khí và trang thiết bị mà Nga gánh chịu trong tháng 11 lên tới 3 tỷ đô la Mỹ. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Vào tháng 11, Mỹ đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách hỗ trợ Kyiv. Cùng tháng, chính quyền Mỹ cũng mở cửa cho các nhà thầu quân sự tư nhân Mỹ đến Ukraine, bảo dưỡng tiêm kích F-16 và duyệt kế hoạch chuyển mìn chống bộ binh cho Ukraine để củng cố phòng tuyến. Biên tập viên Daniel Tepachis và Jennifer Kavana của chuyên trang quân sự Mỹ Defense News nêu quan điểm, những quyết định này được đưa ra quá muộn, không thể giúp Ukraine giành lợi thế trên chiến trường hay bàn đàm phán. Thay vào đó, chúng càng làm tình hình gia tăng căng thẳng nghiêm trọng hơn, khiến Ukraine suy yếu và Mỹ đối mặt với nhiều điều tồi tệ. Hai chuyên gia này cho rằng, Nga ít có động lực để kiềm chế trước những gì mà họ coi là thay đổi chính sách mạnh mẽ gây hấn từ Mỹ, nhất là khi Tổng thống Biden sắp mãn nhiệm và Tổng thống đắc cử Donald Trump muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột. Chuyên gia Tepachis nói, không nên ảo tưởng rằng tên lửa tầm xa hoặc mìn chống bộ binh là giải pháp toàn diện cho Ukraine. Các quan chức chính quyền Tổng thống Biden cũng thừa nhận gỡ rào tên lửa Atak MS cho Ukraine sẽ không thay đổi cục diện xung đột. Nguyên nhân là Nga đã di rời khoảng 90% máy bay quân sự khỏi các căn cứ trong tầm bắn của ATACMS MS Ukraine số lượng tên lửa Mỹ dành cho viện trợ không nhiều. Các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga cũng không thể tác động vào tuyến hậu cần và cản trở đa tiến của đối phương. Chuyên gia Kavana cho hay, gỡ rào tên lửa Atak MS có nguy cơ đẩy nhanh thất bại quân sự của Ukraine vì quyết định này khuyến khích ký ép dồn những nguồn lực vốn đã khan hiếm vào chiến dịch ở tỉnh Kursk, nơi họ đã mất tới một nửa khu vực kiểm soát được từ tháng 8. Mình chống bộ binh có thể hỗ trợ Ukraine chuyển sang chiến lược phòng thủ. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bị kéo rất căng và gần như không thể trụ vững trước các đợt tiến công của Nga, đồng thời chưa rõ số miền này có kịp đến nơi với số lượng đủ để họ sử dụng hiệu quả hay không. Hai biên tập viên Mỹ nói, tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng của Ukraine chứ không phải vũ khí mới là rào cản nghiêm trọng nhất khiến họ không thể ngăn đà tiến của Nga ở vùng Đôn Bát. Cử các nhà thầu Mỹ tới Ukraine cũng không mang lại nhiều lợi ích, chỉ giúp quá trình sửa chữa thiết bị diễn ra nhanh hơn một chút và không thể giải quyết nhu cầu binh sĩ trên tiền tuyến. Giới chuyên gia cho rằng những quyết định do chính quyền Mỹ đưa ra gần đây không những không mang lại lợi ích cho Ukraine mà còn gây hại cho nước này khi ảnh hưởng tới tính toán của Nga. Chuyên gia Tepachis nêu quan điểm, Nga nhân cơ hội này để đẩy mạnh cường độ không kích xả đũa vào các đô thị Ukraine, thậm chí buộc Mỹ đóng cửa đại sứ quán ở Kiev trong thời gian ngắn. Không phải ngẫu nhiên mà Nga tập kích mục tiêu tại thành phố Dnieper bằng tên lửa đạn đạo Oresnik chỉ vài ngày sau khi Ukraine phóng Atak MS qua biên giới tờ Moskovsky Komsomolets MK của Nga đưa tin, lực lượng chiến quân tại Syria đã tóm sống hai hệ thống vũ khí tối tân do Nga cung cấp cho quân đội Syria, bao gồm hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS Uragan và hệ thống pháo tên lửa phòng không Panzer S1. Các tay súng của nhóm phiến quân Hayat Tari Sham HTS đã công bố một bức ảnh chụp với hệ thống Uragan. Theo MK, ở thời điểm bị HTS thu giữ, hệ thống này vẫn còn đầy đủ đạn dược. Trước đó một ngày, các tay súng HTS đã công bố ảnh chụp với hệ thống pháo tên lửa phòng không Panzer S1 thu giữ được ở Aleppo. Theo các nhà quan sát, hệ thống này có thể đã trở thành chiến lợi phẩm cho HTS trong quá trình lực lượng chính phủ Syria ở gần căn cứ không quân Kavaris rút lui. Lực lượng phiền quân ở Syria do HTS dẫn đầu đã phát động cuộc tấn công lớn vào các vị trí của quân chính phủ Syria ở Aleppo. Theo MK, phiền quân đã chiếm được 13 ngôi làng và căn cứ quân sự lớn nhất của Syria trong khu vực. Theo tờ Telegraph Anh, Quân nổi dậy Syria đã chiếm quyền kiểm soát hầu hết Aleppo trong ngày 30 tháng 11. Đáng lưu ý, cuộc tấn công dữ dội của các tay súng đã đánh bật lực lượng nga ra khỏi ít nhất ba căn cứ quân sự xung quanh thành phố. Viễn quân đã tràn qua các tỉnh Aleppo, Hama và Idlib trong chiến dịch tấn công chớp nhoáng khiến chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad choáng váng. Đêm ngày 30 tháng 11, quân nổi dậy đã tiến vào thành phố Hama, tạo nên một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất đối với chính phủ Syria trong 13 năm nội chiến hàng chục thị trấn và làng mạc rơi vào tay phiến quân. Một số căn cứ quân sự của Syria thất thủ hoặc bị bỏ lại, trong đó có cả các địa điểm mà lực lượng Nga đã sử dụng lâu nay để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Assad duy trì quyền kiểm soát từ năm 2015. Khi cuộc tấn công của phiến quân tăng tốc, lực lượng Nga phải rút khỏi căn cứ an sukwe labiza vùng nông thôn phía bắc Hama và căn cứ không quân Hama. Đáng lưu ý, theo truyền thông Nga, các căn cứ chính của quân đội Nga ở Syria là Takia và Tatus chỉ cách Hamas một giờ lái xe những diễn tiến hiện tại đang rất đáng lo ngại. Các nhà phân tích dự đoán, lực lượng quân chính phủ Syria sắp bị buộc phải rời khỏi toàn bộ các tỉnh Aleppo và Hama trong vài ngày tới. Chuyên gia Charles Lister, nhóm nghiên cứu Viện Trung Đông, vì những diễn tiến chóng mặt này như một trận động đất trong vòng 14 năm khủng hoảng ở Syria. Vị chuyên gia nhận định, chính quyền ông Assad đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết, nguy cơ về một sự sụp đổ hoàn toàn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm khẩn cấp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan để thảo luận về tình hình ở Syria. Trong một diễn tiến bất ngờ, tờ Air Daily Nga đưa tin, tướng Alexander Chayko, người chỉ huy trận chiến giải phóng Aleppo năm 2017, vừa được bổ nhiệm trở thành chỉ huy lực lượng Nga tại Syria một lần nữa. Thông tin này được đưa ra không bao lâu sau khi kênh tin tức Riba của Nga tối ngày 30 tháng 11 cho biết, tướng Sergei Kisen, phụ trách lực lượng Nga tại Syria, vừa bị miễn nhiệm. Theo Air Daily, Ông Chayko từng giữ cương vị tương tự ở các giai đoạn tháng 9 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, tháng 2 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021 và từng là chỉ huy tạm quyền tại Syria từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022. Ông là người có nhiều kinh nghiệm chỉ huy và rất am hiểu tình hình tại Syria. Các chuyên gia nhận định việc ông Chayko trở lại cho thấy Bộ Chỉ huy Nga muốn tăng cường kiểm soát các hoạt động ở Syria và đảm bảo sự ổn định trước cuộc tấn công của phiên quân. Kinh nghiệm của ông Chayko sẽ cho phép lực lượng Nga thích ứng nhanh hơn với tình hình hiện tại và đưa ra các quyết định hiệu quả. Cùng với đợt bổ nhiệm chỉ huy mới, không quân Nga và Syria đang tăng cường các cuộc không kích vào vị trí phiên quân, cũng như các chuyến đường di chuyển và tiếp tế của chúng.